Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin tiếp tục chia sẻ với các bạn là cách làm ốc xào tỏi xả ớt. Món ốc xào vừa đơn giản, thơm ngon và cũng rất là hấp dẫn luôn. Rồi để làm được món này thì ở đây mình có chuẩn bị là 1 kg ốc lát. Thì ốc lát, ốc bu đều được hết ha các bạn. Rồi phần ốc này khi mua về thì mình đã rửa thật sạch rồi. Nhưng mà mình chỉ rửa sạch bên ngoài thôi, còn bên trong là mình không rửa được. Cho nên là mình phải ngâm ốc cho nó nhả hết cái phần bụi bặm ra đó. Thì để làm sạch ốc thì ở đây mình chuẩn bị là cái phần nước cơm giò, nước giò gạo đó các bạn. Mình dùng cái nước này để ngâm ốc thì ốc rất là sạch luôn, nó nhả hết cái phần bụi bặm ra đó và cái ruột bên trong nó trắng đẹp nữa. Rồi phần này mà nếu như các bạn bỏ ớt cay vào đó thì mình ngâm khoảng là 2 giờ thôi. Có ớt cay vào mình ngâm lâu á thì ốc mình nó bị chết. Cho nên là phần này mình sẽ không dùng thêm là ớt cay ha. Các bạn ngâm cho mình là một cách một đêm để cho con ốc nó nhả hết cái phần bụi bặm dơ bên trong ra đó. Khi mà các bạn thấy những con ốc mà nó nổi lên mặt nè thì các bạn bóc lên các bạn kiểm tra thử ha. Mình bóp vô thử mà thấy cái mài nó còn cứng nè và nó xì cái nước nhớt tươi của ốc đó thì con ốc này nó còn sống, nó không có bị chết. Rồi sau khi mình đã ngâm được cách một đêm rồi nè, là khoảng là 8-9 giờ rồi đó các bạn. Lúc này ốc nó nhả sạch hết cái phần dơ ra rồi. Bây giờ mình sẽ mang cái phần ốc này đi rửa thật sạch ha. Rồi sau khi ốc mình đã rửa sạch xong rồi nè. Ốc thì thường thường nó đóng rong theo cái phần này nè. Các bạn dùng là miếng cước dùi son á, các bạn chà cho nó sạch hết ha. Vì ốc này là ốc xào cho nên là cái phần nước ốc là mình dùng để ăn luôn. Cho nên là mình phải làm sạch. Rồi nguyên liệu để xào thì rất là đơn giản. Ở đây là mình có một nhánh gừng nhỏ nào khoảng là 30g và 3 cây sả cay, 2 trái ớt cay, 4 tép tỏi, 3 trái tắc nhỏ hoặc là nửa trái chanh và sau cùng là một nắm rau găm. Rồi bây giờ mình sẽ đi sắc toàn bộ phần tỏi, sả, ớt và gừng ra. Gừng thì mình sắc lát. Sả trước khi cắt thì mình đập cho nó dập để mình xào cho nó ra được hết cái tinh dầu sả đó. Ớt thì mình cắt khúc. Tỏi băm nhỏ. Rồi tắc này là mình cắt luôn ha. Thì mình khỏi vắt nước, mình cắt rồi mình bỏ vô mình xào luôn, cho cái phần vỏ tắc cho nó thơm. Rồi toàn bộ mình đã cắt xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ đem phần tỏi này mình đi phi trước. Tỏi lúc này nó thơm lên rồi, nó hơi xém màu vàng thôi các bạn. Rồi mình cho phần gừng, sả và ớt vào đây, mình xào cho nó thơm lên. Rồi khi các bạn xào mà cảm thấy nghe cái mùi thơm rồi đó, thì mình sẽ cho hết phần ốc vào đây. Rồi mình cho tiếp vô đây là 250ml nước lọc hoặc là 300ml cũng được đó. Tiếp theo là mình sẽ cho phần gia vị vào đây. Mình dùng là 1 muỗng canh đường, 1 ít xíu bột ngọt và 1 ít hạt nêm và 1 ít muối nữa các bạn. Phần muối này thì các bạn dùng khoảng là 1/8 cái muỗng canh này thôi. Chút nữa mình nếm lại mà cảm thấy nó lạc thì mình cho thêm. Chứ phần này mà lỡ mình cho mặn thì mình khó sửa nè. Thì các bạn xào khoảng là 3 phút thôi ha. Và mình xào với mức lửa lớn. Khi nào mà ốc này nó bung mài ra hết á là phần này nó chín rồi. Rồi sau khoảng là 3 hoặc là 4 phút rồi đó, ốc lúc này nó bung mài ra hết rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho là cái phần tắc vào đây.
rồi mình đảo đều lên. Đảo đều xong rồi đó, bây giờ mình nếm lại thử ha. Mình nếm mà cảm thấy nó phù hợp với khẩu vị của gia đình mình rồi đó thì lúc này mình tắt bếp luôn. Sau cùng là mình sẽ cho phần lá rau găm lên. Trộn đều là được rồi đó các bạn. Đó, ốc xào rất là ngon luôn. Ốc này thì nó thấm phần gia vị nè, nó vừa chua chua ngọt ngọt, ăn cảm giác rất là ngon đó các bạn. Cái phần nước ốc này nè, các bạn dùng để chan với cơm nè, với bún nè, hoặc là các bạn dùng chấm bánh đa thì rất là bắt luôn ha. Ốc mà các bạn ngâm với nước giò gạo đó thì ốc nó được trắng nè và nó sạch bên trong nữa, nó nhả hết cái phần dơ ra đó các bạn. Ốc này thì mình chấm với là nước chấm nè. Nước chấm ốc này thì video lần trước mình có chia sẻ rồi. Các bạn muốn xem thì mình có đặt đường link ở phía sau video này. Các bạn vào đó xem giúp mình ha. Rồi như vậy là rất là đơn giản, mình có được món ốc xào rất là thơm ngon luôn. Món ốc xào này kết hợp với phần nước chấm thì rất là tuyệt vời. Các bạn xem mà có yêu thích thì các bạn cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và ấn vào nút chuông luôn để ủng hộ cho kênh của mình nữa nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.